Tiểu Tề à, vấn đề liên quan đến giáo sư, cậu cứ để thêm một thời gian, đừng nóng vội. Tìm cơ hội nói chuyện với phó cục đế đi nhé. Có tình hình gì mới sao? Có tình hình gì được chứ? Phó cục đế, cứ giấu giếm che đậy như thế, đâu có giống anh. Giá lại đằng nào anh cũng chẳng giấu được mà. Tôi giấu giếm che đậy sao? Có cần thiết không? Tình hình là thế này. Có người phản ánh, nói rằng cậu và Tiêu Phong nhận hối lộ, lén thả nghi phạm. Viện kiểm sát đã đến để điều tra rồi. Lúc ấy cậu đang chấp hành nhiệm vụ, tôi sợ làm phiền cậu nên không nói cho cậu biết. Vậy thì tôi có thể lý giải được rồi. Lý giải cái gì? Việc phó cục đế sai thiên nhiên giám sát tôi, có thể lý giải được rồi. Cái gì mà giám sát chứ không giám sát? Có nghiêm trọng đến thế không? Chuyện vốn dĩ rất đơn giản, lại cứ phải làm nó trở nên phức tạp. Tôi tin tưởng cậu. Không sao. Anh có biết người tôi lén thả là ai không? Hắc Tam. Vậy thì chuyện này phức tạp thật rồi. Bình thường cậu chẳng nói câu nào, sao lúc than chốt lại lắm lời vậy chứ? Cao Phi, chuyện này cũng không thể trách thiên nhiên hoàn toàn. Mắng đi, mắng tôi đi. Trong lòng tôi có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút. Dù sao lần này tôi cũng không đúng. Lúc trước tôi hỏi phó cục đế nên nói như thế nào, phó cục đế bảo tôi nên nói thế nào thì nói. Nếu tôi mà biết câu nói của Hắc Tam có thể đem lại rắc rối lớn như vậy cho đội trưởng Tề, thì bất luận thế nào tôi cũng sẽ không nói. Thiên nhiên, nói thì cũng đã nói rồi, không sao đâu. Giống như lời phó cục đế nói, đội trưởng Tề không rắc rối gì cả, cậu cũng không thể gây ra rắc rối cho anh ấy. Trong lòng tôi bế tắc, có đánh chết tôi cũng không tin đội trưởng Tề sẽ làm chuyện như vậy. Được rồi thiên nhiên, đội trưởng Tề sẽ không trách cậu đâu, chúng tôi cũng không. Sao lại không được kia chứ? Tôi phối hợp điều tra còn không được sao? Phối hợp điều tra đương nhiên là được. Điều tra Kha Thế Lan thì không được. Vậy ý của phó cục đế là không điều tra nữa, phải không? Đương nhiên phải điều tra, nhưng không phải bây giờ. Ít nhất thì bây giờ không phải cậu đi điều tra. Vậy thì tôi làm gì? Tạm gác công việc qua một bên, về nhà dưỡng thương đi. Đồng chí ở viện kiểm sát vẫn đang chờ tìm cậu nói chuyện đó. Bỏ hết công việc đang làm xuống, về nhà nghỉ ngơi. Là ý này sao? Nghe rõ rồi thì đi đi. Tôi về đây. Khoan đã. Đã nghĩ thì phải nghĩ cho tròn. Bỏ khẩu súng lại. Tôi nộp lên trên giúp cậu. Mẹ ở đây à? Tiểu Nam, lúc chiều con đến, đúng lúc mẹ đi vắng không có nhà. Lại bị thương rồi. Lúc ở ký túc, thằng ngốc Cao Phi mở cánh cửa tù, sơ ý đập vào con ấy mà. Không sao đâu mẹ, chỉ số IQ của con mà cũng làm đội trưởng được à?
Suốt ngày, không phải Cao Phi mở cửa ra dầu con, thì là Tiểu Lê ra đổ cả tủ, con có thể động não tí được không? Kiếm cái cớ nào ra hồ một tí, để cho mẹ tin được một lần. Con coi mẹ già rồi lẩm cẩm hả? Nói cho con biết, mẹ không già, cũng không lẩm cẩm. Mẹ không già là cái chắc. Ai dám nói mẹ già, con sẽ sống mái với hắn. Mẹ con tuyệt đối mãi mãi tuổi thanh xuân. Thôi đừng, đã đi bệnh viện kiểm tra chưa? Đừng, nhột quá mẹ. Con đi kiểm tra rồi. Vậy bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói rất nghiêm trọng. Con mau ngồi xuống đây, ngồi xuống nhanh. Bác sĩ nói phải uống thuốc liều cao, phải chịu khó bồi bổ. Đúng, phải bồi bổ thật nhiều. Bác sĩ nói về nhà ăn chân giò hầm mẹ làm. Một ngày ba bữa, mỗi bữa 2,5 lạng, một liệu trình 10 ngày. Cứ ăn trước 3 liệu trình cái đã. Thằng nhóc này là giỡn với mẹ rồi. Con đừng nói chứ, hôm nay có chân giò hầm luôn đó. Đó thấy chưa, tối nay không được đi ra ngoài đâu đó. Mẹ, con thề với mẹ, tối nay con sẽ không đi đâu hết. Thật không, con chỉ ở nhà ăn chân giò hầm với mẹ thôi. Vậy thì tốt, vậy con đi thay quần áo được không? Ăn chân giò mà phải thay quần áo gì chứ? Nghe lời đi con trai. Nào, con đi thay đồ, mẹ đi chuẩn bị chân giò hầm, được không? Được. Chỉ cần có chân giò hầm, ăn thế nào cũng được. Nghe lời mẹ. Tiểu Hà, lão đới, sao anh lại đến đây? Anh mua cho em mấy cái bánh ú, mau ăn đi cho nóng. Anh hai nói với anh lại muốn ăn bánh ú đúng không? Đâu có. Sao vậy? Đúng lúc em muốn ăn à? Đúng vậy. Trưa nay em vừa báo anh hai là em muốn ăn bánh ú. Anh ấy bảo đợi có thời gian rảnh sẽ đi mua cho em. Không ngờ bây giờ anh đã mua tới rồi. Đúng là hiểu nhau mà. Cảm ơn ông xã. Tiểu Hà, mãi em mới lấy được cảm giác thèm ăn. Muốn ăn gì sao em không nói với anh? Cũng có phải phiền Hà rắc rối gì đâu. Nhắn một cái tin là anh mua về cho em được ngay mà. Em biết anh bận, nhiều lúc còn chẳng có thời gian đến thăm em, lại còn thêm phiền phức nữa làm gì. Chỉ là chuyện ăn uống thôi mà. Như thế này chẳng phải rất tốt sao? Có được niềm vui bất ngờ. Ngon quá, anh ăn không? Sao vậy? Tâm trạng không tốt à? Đâu có. Mặc dù cơ thể em không khỏe, nhưng mắt em thì không vấn đề gì. Anh giấu được người khác, nhưng có thể giấu được vợ anh hay sao? Chuyện của Tiểu Tề. Hôm nay em đã gặp cậu ấy rồi. Đâu chỉ là gặp. Vấn đề của cậu ấy có nghiêm trọng không? Vấn đề có nghiêm trọng hay không em còn chẳng biết, mà đã giúp cậu ấy thoát khỏi giám sát. Em có biết hành động này của em mang tính chất gì không? Lão đế, cho dù em không phải người chấp hành pháp luật, thì em cũng nên hiểu tính nghiêm trọng của hành vi này của em. Phải, em sai rồi. Cục trưởng, anh đừng giận em nữa. Anh hãy phạt em đi. Hay là anh phạt em không cho em ăn món bánh ú vừa thơm vừa ngon này nữa. Vậy được chưa? Lão đế, anh cũng biết Tiểu Nam là người như thế nào. Anh hiểu rõ hơn ai hết. Cậu ta nóng nảy hấp tấp, thích gây sự, ưa đắc tội với người khác. Mấy việc vi phạm pháp luật này cậu ta không dây vào đâu. Mẹ, con đừng nói chứ, Tiểu Nam nhà chúng ta đúng là một chàng sói ca chuẩn mực đó. Mỗi tội miếng băng gạc này, mẹ không hiểu rồi. Đây gọi là sức quyến rũ của vết thương. Bây giờ đầy người ra ngoài còn cố ý làm thành thế này đó. Một chữ thôi, ngầu. Các cô gái đều thích. Lý thuyết sàng bậy ở đâu ra vậy? Nếu mà cô con gái thích thật ấy, thì con dẫn về cho mẹ một cô xem nào. Mẹ, mẹ đừng nóng vội mà. Sớm muộn gì con cũng sẽ dẫn về cho mẹ một nàng dâu cực phẩm. Cứ điều chân giò mà mẹ nói ấy, mẹ mà không có chân giò cực phẩm, thì con kiếm đâu được nàng dâu cực phẩm cho mẹ đây? Mẹ xem, để được ăn chân giò hầm mà con còn thay cả quần áo rồi đây này. Sắp rồi, sắp rồi. Nào nào, cái gì sắp rồi cơ? Sắp đến rồi. Cái gì vậy?
Đến rồi, đến rồi. Cực phẩm đích thực. Lão Dương, nào nào. Nào Tiểu Nam, chào chú Dương đi con. Chào chú Dương. Được, được. Chú Dương là bạn của mẹ. Cô đây là cháu gái tôi, Lâm Băng. Băng Băng, chào cô đi con. Cháu chào cô Giang. Tốt lắm. Tiểu Nam, đây chính là chân giò cực phẩm mà mẹ nói sao? Băng Băng à, đây là con trai cô. Nó tên là Tề Nhãn Nam. Tiểu Nam, Băng Băng làm ở cục chống tham nhũng, cũng coi như cùng ngành với con đó. Hai đứa có chủ đề chung, dễ nói chuyện. Cô cháu gái của anh thật xinh xắn quá. Phải phải, để hai đứa nó nói chuyện đi. Được được, chúng ta đi uống trà. Đi uống trà đi thôi. Tiểu Nam, tiếp đón Băng Băng chu đáo nhé. Băng Băng, nào lại đây ngồi đi. Đi nào. Đi. Xưng hô với cô như thế nào nhỉ? Lâm Băng, thật ngại quá. Mẹ tôi không nói trước với tôi. Tôi không biết chuyện này. Tôi hiểu, cậu tôi cũng không nói với tôi. Vậy thì tốt rồi. Vậy chúng ta cứ trò chuyện tự nhiên, cho người lớn vui. Anh có vẻ rất giàu kinh nghiệm trong chuyện này. Một năm cũng phải 5-6 lần mà. Đúng rồi. Tôi nghe mẹ tôi nói cô làm việc ở cục chống tham nhũng. Đúng vậy. Trùng hợp thật. Đúng lúc đơn vị các cô đang có người tìm tôi. Tôi biết. Cô cũng biết cơ à? Chính là tôi đang điều tra anh. Cô, thú vị đó. Trò chuyện nhiệt tình ghê. Đúng vậy. Cô cháu gái này của tôi bình thường lạnh lùng với đàn ông lắm, chẳng nói được mấy câu. Lần này đúng thật là duyên phận. Có duyên đó. Vẫn đang giận em vì chuyện của Tiểu Nam à? Không. Anh đang nghĩ chuyện khác. Vấn đề của cậu ấy có nghiêm trọng không? Đừng suy nghĩ lung tung. Có phải anh không được nói vì giữ kỷ luật không? Anh đi lấy nước cho em ngâm chân. Vốn dĩ tôi định ngày mai hẹn gặp anh, nhưng hôm nay đã gặp nhau rồi thì chúng ta nói chuyện luôn đi. Vừa hay tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh. Chờ đã, chờ đã. Ý của cô là cô chính là người đang điều tra tôi? Công tố viên Lâm Băng của cục chống tham nhũng thành phố. Vậy nên hôm nay cô cải trang đến nhà tôi cũng là để điều tra tôi. Cô cứng đầu thật đó. Tôi nghe bọn họ nói tối qua gì chờ tôi, mà cô đợi ở đơn vị cả một đêm. Hôm nay lại tiếp tục mò đến tận nhà tôi. Cô bỏ nhiều công sức thật đó. Cô có thật là cháu gái của chú Dương không? Tề Nhạn Nam, đề nghị anh có thái độ nghiêm túc. Tôi đã nói rõ thân phận của mình với anh. Tôi hy vọng anh sẽ thẳng thắn trả lời câu hỏi của tôi. Tuổi còn trẻ mà cô cũng giáo điều ghê. Công tố viên, cho dù cô đã công khai thân phận với tôi, thì cuộc đối thoại của hai chúng ta lúc này cũng không phù hợp với quy phạm điều tra. Ít nhất phải có hai nhân viên trở lên có mặt mới phù hợp với điều lệ điều tra. Cô hiểu mà. Sao hả? Cô còn gọi điện thoại à? Gọi người đến lấy xe đưa tôi đi. Mẹ tôi không có thù oán gì với cô chứ. Cho dù cô có thấy tôi ngứa mắt thì cô cũng không đến nỗi phá hỏng buổi uống trà này chứ.
Đừng có làm mấy trò hình thức này với tôi. Những câu mà cô muốn hỏi, cô không nói tôi cũng biết. Bây giờ tôi có thể nói cho cô luôn. Nhưng cô phải dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Bằng không thì tôi không đợi được. Vậy anh nói đi. Trước hết, tôi chưa từng nhận một xu nào của Hắc Tam. Anh ta phối hợp hành động với tư cách là người cung cấp thông tin, không có việc lén lút phóng thích. Những suy đoán của các cô chẳng hề liên quan. Nếu Hắc Tam vẫn còn sống thì sẽ rất dễ dàng điều tra được ngọn nguồn. Có điều bây giờ chúng tôi cần bỏ nhiều thời gian hơn để chứng thực. Thứ hai, người nhận hối lộ không chỉ có mình anh. Có khả năng nào là Tiêu Phong đã nhận tiền hay không? Vấn đề liên quan đến Tiêu Phong, hôm nay tôi có thể nói rõ ràng với cô. Nhưng sau này, tôi không mong muốn bất kỳ một người nào nhắc đến tên cậu ấy nữa. Tôi và cậu ấy là bạn học ở trường cảnh sát mười mấy năm rồi. Chúng tôi là những người anh em, có thể giao mạng sống của mình vào tay đối phương. Tôi hiểu cậu ấy hơn ai hết. Tôi tuyệt đối không tin cậu ấy có bất kỳ hành vi nào vì tình riêng mà phạm pháp, ăn hối lộ trái pháp luật. Các vị muốn điều tra tôi, điều tra thế nào cũng được, tôi sẵn sàng phối hợp. Nhưng tôi không cho phép bất kỳ một ai về sau bằng bất kể phương thức nào không tôn trọng Tiêu Phong. Vậy thì nói về anh trước đi. Nói từ đâu? Bắt đầu từ Hắc Tam đi. Hắc Tam là do ai giết chết? Hắc Tam về sau còn được đưa đến bệnh viện để cứu thương, thì chứng tỏ lúc anh ta rời khỏi hiện trường vẫn chưa chết. Thế nên vấn đề ai là người giết chết Hắc Tam rất thiếu chặt chẽ. Tôi không thể trả lời cô được. Nhưng tôi có thể nói cho cô biết, tôi đã nhìn thấy những gì ở hiện trường. Có điều đây không phải là câu hỏi của cô. Cô muốn nghe không? Anh nói đi. Hắc Tam lúc ấy đã bị thương rất nhiều lần. Anh Long, Hắc Tam chưa chết. Lúc ấy anh có biết không? Không biết. Tôi gọi anh ta mấy tiếng không có phản ứng. Sau đó thì đuổi theo Tiểu Tào Tháo, không để ý đến anh ta. Sao vậy? Trông hai đứa có vẻ nghiêm túc quá. Nghiêm túc ư? Vừa mới quen, yêu đương mà, nghiêm túc một chút mới tốt. Cũng phải, cũng phải. Bằng bằng dường như có rất nhiều câu hỏi. Mẹ Tề này, tôi nghĩ chúng ta nên tranh thủ thời cơ cùng ăn bữa tối rồi hẳn đi, để hai đứa nó củng cố thêm. Bà thấy sao? Ý hay đó, quyết định vậy đi. Được được, đi. Theo như cách nói của anh, thì trong hành động lần này, tất cả mọi hành vi của anh đều là hợp tình hợp lý, phải không? Vậy rốt cuộc cô nghi ngờ ở phần nào? Nhưng vẫn còn một khả năng khác. Ý cô muốn nói, tôi nhận tiền của Hắc Tam rồi mượn cớ hành động để giết chết Hắc Tam. Sau đó để che đậy sự thật, tôi lại trừ khử Tiểu Tào Tháo. Rồi tôi lại mượn cơ hội làm hỏng mấy nghe lén. Chắc cô không nghĩ như vậy chứ? Không phải là không có khả năng này. Hai chúng ta ai lớn tuổi hơn? Tôi phải gọi cô một tiếng chị nhỉ? Chị à, chị làm công tố viên thật là đáng tiếc. Chị nên đi làm biên kịch, viết mấy loại phim truyền hình, càng cẩu huyết càng thu được rating cao ấy. Cô biết không? Chính vì một câu có khả năng vô căn cứ của cô mà tôi bị đình chỉ công tác rồi đó. Tôi vẫn chưa nhận được thông báo anh bị tạm đình chỉ công tác. Hơn nữa, kể cả anh bị đình chỉ thì tôi cũng sẽ không xin lỗi anh đâu. Khỏi cần. Cô không cần xin lỗi tôi. Tôi bị đình chỉ. Giáo sư sẽ tiếp tục nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật, không bắt ông ta về quy án. Thì người anh em đã hy sinh của tôi không thể nào nhắm mắt. Vì vậy lời xin lỗi của cô chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu cô thật sự có lương tri thì nên tự trách mình.
Anh và tôi đều là người chấp hành pháp luật. Chắc anh cũng hiểu rõ chúng tôi đang làm gì. Đổi lại là tôi, anh cũng sẽ làm như vậy thôi. Tôi thật sự không hiểu câu này của cô. Là muốn đề cao năng lực của cô hay là hạ thấp trình độ của tôi? Ý anh là sao? Ý của tôi chính là tôi tuyệt đối sẽ không suy nghĩ giống như cô. Tất cả mọi suy đoán của cô hiện giờ đều được xây dựng trên cơ sở cô nhận định rằng tôi đã nhận tiền hối lộ của Hắc Tam, chứ không phải là đi nghiên cứu những suy đoán đó của cô độ đáng tin là bao nhiêu. Nhưng Hắc Tam đã chết rồi. Hắc Tam đã chết rồi thì cô không cách nào điều tra được nữa sao? Hắn chết rồi thì cô vẫn còn có rất nhiều thông tin có thể điều tra, chứ không phải chủ quan cho rằng tôi là người tình nghi duy nhất. Sao anh biết tôi không điều tra những manh mối khác? Nếu cô điều tra manh mối khác thật thì cô đã chẳng có suy đoán như vậy. Với cả cô mà đi điều tra manh mối khác thì nào còn thời gian ở đây đóng giả đi xem mắt với tôi. Đương nhiên cô cũng có điểm khiến tôi khâm phục, dám dũng cảm đi điều tra. Một viên cảnh sát hình sự nhiều lần được khen thưởng. Chỉ riêng điểm này cô đã xứng đáng là một người chấp pháp mẫu mực. Nhưng còn trình độ nghiệp vụ thì tôi thật không dám khen. Thế này đi, tôi thấy thời gian của cô cũng rất quý báu. Tôi không làm lỡ thời gian điều tra vụ án và nâng cao trình độ nghiệp vụ của cô nữa. Băng Băng, sao cháu đã đi rồi? Cô đã chuẩn bị xong cả rồi, ở lại ăn tối đi. Thôi ạ, đơn vị cháu có việc gấp nên phải đi ngay. Cảm ơn cô. Xin lỗi, xin lỗi. Rảnh rồi nhớ đến nha. Chị, sao chị về sớm vậy? Cậu gọi điện bảo ăn tối xong chị mới về mà. Ôi một cục tức, đủ no rồi. Sao vậy? Tao mà tức. Nào nào, chị mau ngồi xuống đây đi. Mau mau, có chuyện gì vậy? Cậu bảo hai người nói chuyện với nhau có duyên lắm mà. Em nghe lời cậu hả? Duyên cái khỉ gì chứ? Được được, em không nghe cậu. Em nghe chị. Chị nói cho em biết, rốt cuộc là chuyện gì? Hai người đã nói những gì? Có đẹp trai không? Em nói xem, trên đời này lại thật sự có chuyện trùng hợp đến thế. Người mà cậu giới thiệu cho chị, vậy mà lại chính là... Không thể nói cho em được. Chị có gì mà không nói được với em? Mau nói em nghe đi. Mau nói đi. Được rồi, chị em mình đừng nói chuyện này nữa. Không được, ngày trước chị không nói thì được. Chị xem có lần nào chị đi xem mắt về mà em hỏi chị đâu? Bởi vì em không hỏi cũng biết sự tình như thế nào rồi. Nhưng lần này thì khác, chị có vấn đề. Mau nói đi. Mau nói đi mà. Được rồi, em nói giỏi như vậy thì em nói đi. Nói thì nói. Người này trước đây có quen biết với chị? Không đúng. Trước đây anh ta từng theo đuổi chị. Em có thể sáng tạo hơn được không? Lại còn sáng tạo hơn nữa à? Vấn đề này có vẻ lớn đây. Em phải suy nghĩ thật kỹ. Xem nào, chuyện gì là sáng tạo nhất đối với chị? Chắc không phải là nghi phạm đấy chứ. Cái này cũng không có khả năng. Chị, không phải chứ. Em loạn hết cả đầu rồi. Em đừng đoán mò nữa. Người ta là cảnh sát. Vậy thì em càng loạn hơn. Vậy rốt cuộc anh ta là cảnh sát hay là nghi phạm? Chị, con đường tình yêu của chị trắc trở quá đó. Cậu giới thiệu cho chị nhân vật kỳ dị gì đây trời?
Em không phải nôn nóng. Để về chị bảo cậu, cũng giới thiệu cho em một nhân vật kỳ dị đi. Sức chống cự của em yếu lắm. Chị đưa chị xem. Chị, chị cứ làm rõ chuyện người kia là nghi phạm hay cảnh sát đã, rồi nói sau. Đến sớm ghê. Hay là để tôi thông báo cho Tiểu Tề, bảo cậu ấy về cục một chuyến nhé. Không cần, tôi đã nói chuyện với anh ta rồi. Cô gặp anh ta lúc nào? Tối qua. Tiểu Tề có phối hợp chứ? Cũng tạm. Hôm nay tôi đến đây là để hỏi phó cục đới ghi âm của quá trình hành động với kết quả giám định dấu vân tay trên khẩu súng và vật chứng ở hiện trường đã có hay chưa. Tất cả đều ở đây. Tiểu Bành, cô nói cho họ nghe đi. Vâng. Trong cuộc hành động lần này, từ lúc đội trưởng Tề giao chiến với nghi phạm ở hiện trường cho tới lúc đội trưởng Tề bắn chết Tiểu Tào Tháo, trên con tàu bên bờ biển có tổng cộng 3 khẩu súng đã xuất hiện, lần lượt là 2 khẩu Beretta 92 và một khẩu Glock C17. Trước tiên nói về khẩu Glock này, thu được 2 dấu vân tay là của Tiểu Tào Tháo và đội trưởng Tề. Còn 2 khẩu Beretta, khẩu Beretta thứ nhất thu được 3 dấu vân tay là của Tiểu Tào Tháo với thuộc hạ của hắn và đội trưởng Tề. Khẩu Beretta cùng thu được 2 dấu chân tay là thuộc hạ của Tiểu Tào Tháo và đội trưởng Tề. Có nghĩa là trên cả 3 khẩu súng đều có dấu chân tay của Tề Nhạn Nam. Đúng vậy. Vết thương chí mạng của Hắc Tam là gì? Trên người Hắc Tam có 6 vết thương lớn nhỏ do dao đâm, trong đó có 2 chỗ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng vết thương chí mạng thực sự vẫn là do viên đạn được bắn ra từ khẩu Beretta thứ nhất. Đây là con dao được phát hiện ở hiện trường. Qua nghiệm chứng, vết thương dao đâm trên người Hắc Tam đều xuất phát từ con dao này. Trên con dao này cũng thu được 3 dấu vân tay là của Tiểu Tào Tháo cùng thuộc hạ và đội trưởng Tề. Tiểu Tề tay không vũ khí, vật lộn với tội phạm, đương nhiên cậu ấy sẽ không bỏ qua bất kỳ món vũ khí nào có thể sử dụng. Trên 4 món vũ khí ở hiện trường đều có dấu vân tay của cậu ta. Điều này cũng hoàn toàn ăn khớp với bản mô tả quá trình hành động của Tiểu Tề. Quả thật cậu ta đã sử dụng 4 món vũ khí này. Nhưng phó cục đới này, trên cả vũ khí gây sát thương lẫn chí mạng của Hắc Tam đều có dấu vân tay của Tề Nhạn Nam. Chúng tôi vẫn không thể loại trừ khả năng đã đưa ra trước đây. Vậy ở hiện trường có còn ai khác cũng bị dao đâm không? Hết rồi. Hiện trường chỉ có mình Hắc Tam có vết dao đâm trên người, nhưng trên con dao này cũng có dấu chân tay của Tề Nhạn Nam. Phó cục đới, anh nghĩ liệu có khả năng này không? Tề Nhạn Nam sau khi giết Hắc Tam bằng dao không thành, liền tiếp tục dùng súng bắn chết hắn ta. Giả thuyết của anh thì vô cùng lắm. Hai vị, hay là thế này đi. Tôi bảo Tiểu Tề quay về cục một chuyến. Hai vị có nghi vấn gì có thể trao đổi trực tiếp với cậu ta. Cô có biết viện kiểm sát đang điều tra tôi không?
Biết. Cô biết lý do vì sao không? Biết. Vậy cô có tin tôi và đội trưởng Tiêu không? Tin. Khẳng định chắc chắn vậy. Bởi vì tôi có bằng chứng. Bằng chứng gì? Hai người chính là bằng chứng xác thực nhất. Tôi đã ở bên hai người 7 năm. Trong 7 năm qua, tôi đã chứng kiến hai người hết lần này đến lần khác xuyên qua mưa bom bão đạn. Người ham vinh qua phú quý sẽ không thản nhiên đối diện với nòng súng của tội phạm như vậy. Mọi vết tích trên người các anh đều là bằng chứng chân thật nhất. Nếu như ngay cả anh và đội trưởng Tiêu cũng nhận hối lộ, thì tôi thật sự không biết trên đời này tôi còn tin tưởng được vào thứ gì nữa. Cảm ơn cô, Tiểu Lê. Sở dĩ tôi dám làm như vậy chính là nhờ có đội trưởng Tiêu, nhờ có mọi người. Nhưng bây giờ tôi đã bị đình chỉ công tác rồi. Phó cục đới nói đây không phải là đình chỉ, mà chỉ là để anh yên tâm nghỉ dưỡng mà thôi. Súng cũng nộp lại rồi, tôi còn có thể yên tâm gì nữa đây? Phó cục đới nói như vậy để giữ thể diện cho tôi mà thôi, đúng không anh? Có điều không sao. Chỉ cần tôi vẫn còn tồn tại, vẫn còn hơi thở, thì cho dù chỉ có một mình, tôi cũng phải bắt giáo sư về quy án. Anh, em từng hứa với anh ngay tại đây. Anh hãy tin em, em nhất định sẽ làm được. Đội trưởng Tề, tôi có thể làm được gì không? Trước tiên hãy điều tra cổ lực. Nếu giáo sư thật sự là Kha Thế Lan, thì con đường của hắn nên kết thúc rồi. Rõ. Phó cục đới, được, tôi tới ngay. Phó cục đới tìm anh sao? Người của viện kiểm sát đang ở cục chờ tôi. Đội trưởng Tề, anh đừng quá kích động. Phó cục đới đã nói rồi, chúng ta càng phối hợp thì chuyện sẽ càng nhanh sáng tỏ. Chúng tôi đều ở bên cạnh anh, cô yên tâm. Anh, em nhất định sẽ phối hợp, cố gắng sớm ngày quay về bên mọi người. Tiểu Tề, ngồi đi. Có một vài chi tiết trong cuộc hành động, hai vị đồng chí của viện kiểm sát muốn trao đổi thêm với cậu. Nói đi. Đội trưởng Tề, chúng tôi muốn nghe anh thuật lại một lần nữa toàn bộ chi tiết kể từ khi anh bước vào hiện trường. Được. Có câu hỏi gì cứ việc cắt ngang lời tôi. Tôi bắt đầu nói đây. Ghi âm. Vâng. Chị Tiểu Lê, đội trưởng Tề bị đình chỉ công tác rồi phải không? Là nghỉ dưỡng. Khác gì nhau đâu. Cậu nghĩ đội trưởng Tề nghỉ được chắc? Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi cứ lo đội trưởng Tề bị suy sụp. Cậu không hiểu đội trưởng Tề. Đội trưởng Tề là kiểu người càng cản trở càng mạnh mẽ. Tiểu Lê, đội trưởng Tề có dặn dò gì không? Có. Đội trưởng Tề bảo chúng ta dốc sức điều tra cổ lực. Được, làm việc thôi. Hắc Tam là người của giáo sư. Vậy ý của anh là lúc trước Hắc Tam bị bắt là do giáo sư cố ý sắp xếp? Hắc Tam là người cung cấp thông tin, đưa các anh đi tiếp cận Tiểu Tào Tháo, cũng là kế hoạch của giáo sư. Xét từ tình hình hiện giờ thì khả năng này cực kỳ lớn. Giáo sư làm sao chắc chắn được các anh sẽ để Hắc Tam làm người dẫn đường? Hắn biết chúng tôi đã điều tra giáo sư rất lâu,
tung miếng mồi nhử này ra, chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn đã đạt được ý đồ. Chúng tôi quả thật nôn nóng muốn bắt giáo sư. Vì vậy chúng tôi tạm thời thả Hắc Tam, để hắn lập công chuộc tội, giúp chúng tôi bắt giáo sư. Hắc Tam đã cung cấp cho các anh tổng cộng bao nhiêu lần tình báo có thể bắt giáo sư? Hai lần. Lần thứ nhất, đội trưởng Tiêu đã hy sinh. Tôi thừa nhận, vì sự hy sinh của đội trưởng Tiêu mà tôi càng cấp bách muốn bắt giáo sư. Giờ lúc này, Hắc Tam đã cung cấp tình báo lần thứ hai. Hắn nói có một người tên là Khủng Long, thành viên của đội tội phạm Đông Nam Á, muốn gặp mặt giáo sư. Hơn nữa, theo như hắn tiết lộ, thì tay giáo sư này chính là Tiểu Tào Tháo đã lọt lưới trước đây. Chúng tôi đã bắt được Khủng Long. Lời khai của hắn cũng giống với Hắc Tam. Thế là các anh liền tin lời của Hắc Tam, tự đóng giả thành Khủng Long nằm dùng đi bắt Tiểu Tào Tháo, đúng không? Đúng vậy. Cho đến cuối cùng, anh vẫn luôn tin tưởng Hắc Tam, phải không? Phải. Mãi đến lúc cuối cùng, tôi mới bắt đầu nghi ngờ tính chân thật của tình báo mà Hắc Tam cung cấp. Vì sao? Vì Tiểu Tào Tháo. Tôi có phải giáo sư hay không? Anh hãy đi hỏi Hắc Tam xem. Hắn mới là người của giáo sư đó. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao giáo sư lại 5 lần 7 lượt để Hắc Tam dẫn dụ anh đến bên tôi. Ông ta muốn mượn dao giết người để các anh trừ khử tôi, cho rằng đã trừ khử giáo sư. Anh tin lời Tiểu Tào Tháo nói sao? Trong hoàn cảnh đó, khả năng hắn nói dối là rất thấp. Hơn nữa, tôi đã hồi tưởng lại cảnh tượng lúc ấy rất nhiều lần. Tôi cảm thấy lời hắn nói là sự thật. Hắn còn cung cấp cho tôi manh mối để tìm giáo sư. Nói cho tôi biết ai là giáo sư. Khả thế lai. Nhưng cái chết của Hắc Tam khiến tôi không cách nào xác minh lời của Tiểu Tào Tháo, và cũng không thể xác định ai mới là giáo sư thật sự. Công tố Diên Lâm, tôi có thể hiểu được suy đoán của các chị đối với tôi. Xét từ vụ án mà nói, thì phán đoán của các chị cũng có cái lý nhất định. Nhưng mà phá án cần phải có tư liệu trên toàn phương diện để làm căn cứ. Đôi khi bắt tay vào làm chỉ dựa trên manh mối đơn thuần sẽ khiến cho người điều tra lầm đường lạc lối, nhảy ra ngoài, đặt bản thân mình đứng trên tầm nhìn rộng hơn, xem xét lại từ đầu. Mỗi lần phủ định lại, bản thân sẽ đều là một sự tiến bộ. Như vậy sẽ khiến các chị đến gần với sự thật hơn. Thư ký đã ghi lại hết những lời tôi vừa nói chưa? Ghi lại rồi. Đây là những lời phó cục đối dạy tôi hồi tôi vào đội. Hôm nay tặng lại mấy câu này, hy vọng sẽ giúp được các vị nhanh chóng điều tra rõ chân tướng, để tôi khôi phục lại công việc. Tôi đã hứa với người chiến hữu đã hy sinh của mình phải bắt giáo sư về quy án. Tôi không thể kéo dài nó quá lâu được. Có vấn đề gì các vị có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Phó cục đới, không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây. Tôi không còn việc gì. Các vị còn câu hỏi gì nữa không? Vậy cậu đi đi. Thằng nhóc này lúc nào cũng không quên nói điều. Tôi thấy thái độ của Tiểu Tề rất tốt, đã nói rõ ràng mọi chuyện. Hướng hiểu lầm của công tố Diên Lâm cũng đã được cậu ấy chỉ rõ. Hai người cũng xả được cục tức rồi, phải không? Nào có cục tức gì đâu. Tôi chẳng vấn đề gì. Tiểu Tề rất phối hợp. Được rồi, được rồi. Đúng là một lò ra cả. Tiểu Tề không khó chịu gì thật sao? Không có gì. Tiểu Tề đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Biết trước vậy thì tôi đã... Biết trước vậy thì cậu sẽ không bảo vệ cậu ấy như thế. Để cậu ấy trực tiếp đối mặt, đúng không? Tôi bảo vệ cậu ta hồi nào? Được. Quay trở lại vụ án. Vụ án vẫn chưa kết thúc. Cái gì cần phối hợp thì vẫn phải phối hợp. Vẫn phải chú ý hành tung của Tiểu Tề. Không được nới lỏng. Cục trưởng Mã, anh có ý gì? Viện kiểm sát vô cùng tín nhiệm chúng ta, không dở bất cứ thủ đoạn gì với Tiểu Tề. Chỉ bảo chúng ta chú ý hành tung của cậu ấy.
Vậy nên chúng ta phải hết sức phối hợp đến khi vụ án kết thúc. Tôi nghĩ Tiểu Tề cũng sẽ hiểu thôi. Được. Tôi bảo Thiên Nhiên tiếp tục theo dõi cậu ấy. Đội trưởng Tề, anh về rồi à? Về rồi. Vì tiếp nhận điều tra. Đội trưởng Tề, tôi... Cậu làm rất đúng. Đã tìm thấy Cổ Lực ở bệnh viện tâm thần Thanh Tùng. Gửi địa chỉ của hắn cho tôi.